tại Vida địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái cặp micro không dây. Thì đây là cặp micro của thương hiệu Shure, rất là nổi tiếng về chất lượng. Thì đây là cái chiếc micro Shure UR4S, còn đây là cái chiếc micro Shure URS. Thì cái chiếc micro Shure UR4S là một trong những dòng sản phẩm micro không dây bán khá là chạy trên thị trường trong những năm gần đây. Còn đây là cái chiếc micro Shure URS mà mình vừa giới thiệu đến các bạn trong cái video clip lần trước. Thì đây là dòng sản phẩm được tung ra thị trường để thay thế cho cái dòng sản phẩm UR4S đó. Thì khi mà nhìn sơ qua cái chiếc micro Shure UR4S cũng như là Shure URS thì bạn không nhận thấy quá nhiều sự khác biệt ngoài trừ cái màu sắc của nó bên ngoài. Đối với chiếc micro Shure UR4S thì cái màu sắc của nó là nhìn trắng sữa, nhìn rất là đẹp và sang ở đây. Còn đối với cái chiếc micro Shure URS cũng nhìn rất là sang với cái màu vàng gold hơi nhạt một tí, có màu giống như là màu của bạch xỉu vậy. Về cái thiết kế tổng thể của hai chiếc micro này thì nó cũng không có gì khác biệt. Các bạn có thấy nó thiết kế bao gồm 3 phần, có thể chia làm 3 phần. Phần đầu của micro, phần thân micro nơi bố trí là cái màn hình LED để quản lý những cái thông số, chẳng hạn như là tần số và thời lượng pin sử dụng. Và cuối cùng là cái phần chân của micro nơi bạn có thể tháo ra để có thể thay pin mới cho cái chiếc micro của bạn. Thì cả micro Shure UR4S cũng như là micro Shure UR4S đều sử dụng 2 pin 2A 1.5V ở đây đó. Khi cầm trên tay hai cái chiếc micro Shure UR4S cũng như là Shure UR4S thì mình cảm nhận là cái chiếc Shure UR4S nó hơi đầm tay một tí xíu đó. Thì dĩ nhiên khi mà so sánh kỹ hơn thì bạn thấy là cái phần đầu của chiếc micro Shure UR4S này nó to hơn một tí xíu so với cái phần đầu của chiếc micro Shure UR4S đó. Đồng thời cái kích thước tổng thể của cái chiếc micro Shure UR4S nó cũng hơn một tí, cái chiều dài tổng thể thì nó hơn một tí xíu thôi, cũng không quá đáng kể. Rồi cái điểm khác biệt tiếp theo mà chúng ta có thể nhận thấy đó là cái nút bấm để khởi động cái màn hình LED trên thân của cái chiếc micro Shure UR4S bây giờ thì nó làm bằng cái nút bằng nhựa, bấm rất là mềm tay và có cảm giác rất là êm. Còn trong khi của cái chiếc micro Shure UR4S thì lại làm bằng nhựa cứng, bấm cũng có cảm giác nhưng mà có vẻ đau tay hơn. Thì nhìn chung đây là hai dòng sản phẩm micro khá là chất lượng. Còn có thêm một điểm nữa là trên thân ở cái phần chân của cái micro Shure UR4S thì nó còn có tên của cái thương hiệu Shure cũng như là cái mã sản phẩm của micro. Trong khi của cái chiếc micro Shure UR4S này thì nó cái phần chân của nó không có gì cả, rất là đơn giản. Những cái thông số đó, những cái thông tin đó thì nó được đưa lên cái phần cổ nơi tiếp giáp giữa cái phần đầu và phần thân của micro đây. Thì như mình đã nói, nhìn chung đây là hai cái dòng sản phẩm micro không dây rất là chất lượng, các phòng kinh doanh karaoke sử dụng rất là nhiều, bởi vì cái khả năng bắt sóng của nó cũng như là cái thời lượng pin sử dụng và những cái công nghệ chẳng hạn như là chống hú lọc âm rất là chuẩn. Thì cái việc so sánh sử dụng hai cái chiếc micro Shure UR4S và Shure UR4S và những cái tính năng chẳng hạn như chống hú lọc âm hay là những cái thời lượng pin sử dụng cũng như là tầm hoạt động chiếc micro này, mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video clip lần sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.